Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thay vì che đậy, ông Hoàng Chí Bảo lại lột mặt nạ bác kính yêu. Vào ngày 4 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Chu Hùng Quý có đăng một đoạn clip. Theo đó, ông Hoàng Chí Bảo, giáo sư Đảng đang thao thao về bác trước một khán phòng với rất nhiều học sinh. Ông Bảo nói rằng, thế ta mới hỏi bác thế này, thế còn năm sinh của bác nhiều như vậy thì năm nào là đúng hả bác? Bác bảo chúng ta thế này nhé, đúng hết các cháu ạ, năm nào cũng đúng. Thế ta cũng chẳng hiểu ý tứ bác thế nào cả, cứ tròn xoe mắt nhìn bác. Bác bảo các chú không biết à, người Việt Nam mình ai cũng thế thôi, đã có tuổi âm thì có tuổi dương, nó có thể trùng nhau, có thể không trùng nhau. Đại khái nói như vậy, chứ bác cũng có biết đâu, bác nghe kể như vậy. Thế là nó cũng rất tương đối đấy, các đồng chí nhé. Đừng có cái gì cũng cứng nhắc cả, ngay cả các bạn trẻ thế này mà chúng tôi hỏi ngày tháng năm sinh có khi nói sai hết. Thấy chưa nào? Cứ lẫn lộn âm dương cả. Người Việt Nam là thế thì bác cũng thế thôi. Clip về lời phát biểu của ông Hoàng Chí Bảo đăng trên trang của Chu Hồng Quý. Đây là câu bảo chữa cho nghi vấn về ngày sinh của ông Hồ Chí Minh. Hiện ông Hồ Chí Minh có 2 ngày sinh. Ngày sinh được chính quyền Cộng sản thừa nhận và tổ chức hàng năm là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ngày thứ nhì là do VTV làm phóng sự, Nguyễn Ái Quốc ẩn số từ nước Pháp, đã vô tình đưa tấm ảnh căn cước của ông Nguyễn Ái Quốc được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Sở Cảnh sát Pháp. Ngày sinh này là ngày 15 tháng 1 năm 1894. Điều này cho thấy ngày sinh mà Đảng Cộng sản bao lâu nay tổ chức cho Hồ Chí Minh là giả tạo. Bao lâu này Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã lừa dối nhân dân Việt Nam. Có lẽ vì chuyện giả dối này bị bóc phốt mà ông Hoàng Chí Bảo phải tìm cách lý giải. Tuy nhiên ông càng cố lý giải về ngày âm, ngày dương thì càng lòi ra sự lừa dối đó. Trên giấy tờ của Pháp cấp, họ không thể dùng ngày âm mà dùng ngày dương lịch, bởi Pháp không dùng lịch âm như của Trung Quốc. Còn ngày 19 tháng 5 năm 1890 mà Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận và phổ biến trước toàn dân thì cũng là ngày dương lịch chứ không phải là ngày âm lịch. Và lại ngày 19 tháng 5 năm 1890 dương lịch, nếu tra ra ngày âm lịch là nhằm ngày 1 tháng 4 năm Canh Dần 1890. Đảng Cộng sản chưa bao giờ tổ chức ngày sinh nhật cho ông Hồ Chí Minh vào ngày này. Và văn hóa Việt Nam không bao giờ tổ chức sinh nhật theo ngày âm cả. Ngày âm được người dân dùng cho ngày giỗ cho người đã khuất và ngày cúng cho các đền chùa, miếu mạo. Căn cước của ông Nguyễn Ái Quốc tại Trung tâm Lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp, trong đó ngày sinh của ông Hồ là 15 tháng 1 năm 1894. Đã là giả dối thì càng che đậy, càng lòi ra mặt chuột. Ngày nay học sinh được tiếp xúc với mạng xã hội, dù bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn thông tin mà họ không mong muốn, nhưng những thông tin tức này cứ đến tai học sinh. Học sinh ngày nay đã từ nhỏ tiếp xúc với Internet, nếu chịu tìm tòi thì sự thật sẽ hiện ra. Sự giả dối trong sách giáo khoa cũng bị phơi bày. Là sự thật thì không phải che đậy, là sự thật thì trước sau cũng không có sự bất nhất. Chính quyền của Đảng Cộng sản lập ra cả Ban Tuyên giáo của Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ để làm công việc tạo lớp mặt nạ cho Đảng. Thì điều đó cũng đủ để chứng minh là sự dối trá của chế độ này nó kinh khủng đến như thế nào. Hai cơ quan cấp trung ương điều khiển hơn 800 tờ báo, các kênh truyền hình và đài lớn nhỏ làm công việc che đậy sự thật xấu xa và sơn phết lên mặt chế độ những thứ tốt đẹp bịa đặt. Tuy nhiên, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra, chỉ cần có sự bất nhất giữa các bên là sự thật sẽ được phơi bày. Bởi sự thật chỉ có một, nhưng bịa đặt thì rất nhiều kịch bản. Lỡ ba xạo với dân thì giờ làm sao tẩy xóa cho được? Việc lộ bộ mặt dối trá về ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là do chính Đảng Cộng sản tự gây ra, chứ chẳng có thế lực thù địch nào vu cáo cả. Việc lục tìm thẻ căn cước tại Trung tâm Lưu trữ của Sở Cảnh sát Pháp đã giúp cho người dân có cơ hội đối chiếu và mặt nạ dối trá đã bị rớt xuống. Và đó là lý do khiến ông Hoàng Chí Bảo phải thanh minh cho những trò dối trá của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên,
lợi bất cập hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thay vì che đậy, ông Hoàng Chí Bảo lại lộ mặt nạ, bác kính yêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ bỏ thiên đường bác xây, cầu thủ Công Phượng chạy sang xứ tư bản dãy chết. Át hẳn cầu thủ Công Phượng từng được dạy 5 điều bác Hồ, từng học về thiên đường xã hội chủ nghĩa, một con đường mà bác Hồ đã chọn. Át hẳn anh cũng được học rằng Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Át hẳn Công Phượng cũng đã từng được dạy rằng xã hội chủ nghĩa là hình thái xã hội ở bậc cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa, và nó là con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản, nơi mà không có người bóc lột người, nơi mà con người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, và rất nhiều thứ khác nữa. Con đường bác chọn là thiên đường cho đảng, nhưng là địa ngục cho người dân. Bất cứ ai trải qua 12 năm học phổ thông trung học tại Việt Nam cũng đều được học như thế, chứ không phải riêng Công Phượng. Khi đầu óc còn non nớt, học sinh tin vào điều đấy, nhưng khi bị thiên đường hành cho ra bã thì nhiều người mới ngộ ra. Nhưng đến khi ngộ ra được, xã hội này đã là một địa ngục chứ không phải là một thiên đường, thì đa số đã quá nửa đời người. Có người may mắn được ra nước ngoài từ rất sớm thì có cơ hội để mà so sánh, sẽ ngộ ra sớm hơn. Công Phượng là lứa cầu thủ đầu tiên của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và được đánh giá là cầu thủ hàng đầu tại khu vực. Công Phượng là cầu thủ được nhiều câu lạc bộ nước ngoài mời chào, và anh đã từng đá cho các câu lạc bộ ở nhiều nước khác nhau như tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, tại Bỉ. Hiện anh đang thi đấu cho đội Nhật Bản. Hiếm có cầu thủ nào có dịp được ra nước ngoài nhiều như Công Phượng, mà điều đặc biệt là anh ta toàn thi đấu cho các câu lạc bộ ở các nước tư bản dãy chết. Mới đây, báo chí Việt Nam cho biết tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản từ đầu năm 2023. Theo thông tin từ Công Phượng, anh muốn nhập quốc tịch để thuận tiện hơn trong việc kinh doanh tại Nhật Bản. Công Phượng không túng thiếu đến mức phải đi tìm kiếm kế sinh nhai để đổi đời, như nhiều người xuất khẩu lao động khác. Ngược lại, anh còn có điều kiện tài chính tốt nữa là đằng khác. Vậy mà anh lại chọn Nhật Bản để định cư thì rõ ràng môi trường xã hội của đất nước này đã mang đến cho anh những giá trị như thế nào, thì anh mới quyết định như vậy. Được biết, nhập quốc tịch Nhật Bản không phải dễ dàng. Cầu thủ Công Phượng bỏ xứ thiên đường cho bác chọn để chạy theo tiếng gọi của bọn tư bản dãy chết. Có nhiều loại tị nạn như tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục, tị nạn chính trị, vân vân. Vậy người có tiền, có địa vị xã hội, không chống đối chế độ, sao vẫn muốn mua một suất định cư tại một quốc gia tư bản bóc lột như vậy? Câu trả lời là do môi trường xã hội, các nước tư bản bóc lột cho họ một môi trường sống tốt hơn, mặc dù có tiền cũng không mua được. Xã hội văn minh, người với người có lòng tin, có sự tử tế, đó là những điều mà dù có tỷ đô cũng không thể kiếm ra. Xã hội Việt Nam không có được điều đó, nên họ phải ra đi, đó là một thực tế không thể chối cãi. Còn đối với cầu thủ Công Phượng thì anh ra đi vì lý do gì, chỉ có chính anh mới là người hiểu rõ nhất. Theo lời anh nói là để thuận tiện việc làm ăn, và có lẽ đấy là câu trả lời hay nhất cho việc anh xin nhập quốc tịch Nhật Bản. Nếu trả lời thẳng, e rằng lại động chạm đến lòng tự ái của khối kẻ mang tâm thức tự hào quá Việt Nam ơi. Thiên đường bác chọn, chứ dân thì lại không chọn. Ai định cư tại một quốc gia văn minh thì đó là điều đáng mừng cho họ. Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của mỗi con người. Sống trong địa ngục với một chính quyền tự tung tự tác, cấm đoán đủ điều, đạo đức xã hội thì xuống cấp, thì rất khó để mưu cầu hạnh phúc cho được. Dù có nhiều tiền, con người sống cho xã hội Việt Nam chủ yếu chỉ tồn tại chứ không được sống đúng nghĩa của nó. Thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái thiên đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ra giả rằng
đó là con đường mà bác đã chọn. Nhưng không người dân nào muốn chọn con đường này cả. Cực chẳng đã không đi được thì mới phải gồng mình mà sống, chứ chẳng ai muốn sống trong cái xã hội do bác đã chọn. Nó thật là kinh khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Từ bỏ thiên đường bác xây, cầu thủ Công Phượng chạy sang xứ tư bản dãy chết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.